đã ra khỏi hang. Để giữ sự bình yên của khu rừng, buộc đại bàng phải về tổ. Tôi đồng ý, nhưng muốn bắt được cọp thì phải có mồi. Cọp là động vật tinh quái, phải dùng mồi gì để mà bẫy nó đây? Phải dùng cọp chúa thì mới bắt được cọp. Chào ngài Tiểu Long. Hảo là. Hảo là, hảo là. Xin chào ngài, sang bên Việt Nam chơi. Hẳn nhiên. Xin mời ngài lên xe. Cái gì? Bọn nào? Đang có viên chọc với răng rồng, tay chân của lão già. Đánh lạc hướng chúng nó đi. Tao không muốn bọn nó biết được là ngài Tiểu Long sang đây gặp tao. Rõ chưa? Dạ, em hiểu đại ca. Hai anh đi đâu mà trông có vẻ vội thế? Mày tránh ra! Mày thích gì? Anh cứ nói thế, bọn em thích gì? Bọn em chỉ là đàn em của các anh thôi. Bọn em cũng không dám qua mặt bố già. Bọn em chỉ đi xem là tình hình làm ăn như thế nào thôi. Một là chúng mày tránh ra. Hai, để cái này tao giải quyết chúng mày. Dạ,
Ờ, có biến, tạm thời dừng tất cả mọi việc lại. Đại bàng đã đi kiếm mồi, có lẽ cần phải đi săn mồi. Dạ thưa ca, nếu chúng ta dừng lại, em nghĩ bọn Ngọc Xám và bọn Toàn Đen chiếm mất thị trường của chúng ta thì sao? Lại hơn nữa, hôm nay trong lúc đi tuần, em thấy bọn Toàn Đen cùng một nhóm người Trung Quốc bàn tán to nhỏ. Em nghĩ chúng nó định qua mặt ca và anh em ạ. Thằng nào khôn thì sống, thằng nào ngu thì chết. Có cái bẫy nào mà không cần đến mồi đâu. Dạ thưa ca, mọi việc đang rất tốt, tại sao chúng ta lại phải dừng lại ạ? Có chim lạ. Cô bạn thân em kìa. Chào mừng cậu và người tính đã đến với chào Việt Nam. Chào cậu. Nhớ cậu quá. Tặng cậu bó hoa này. Cảm ơn. Đã 2 năm rưỡi rồi còn gì. Đây là anh Michael, anh bạn cùng trường với mình ở Moscow. Chào anh ạ. Chào em. Em thật là xinh đẹp. Cảm ơn anh. Chào mừng ngài Michael đã đến với Việt Nam. Giờ xin mời mọi người lên xe về khách sạn nghỉ ngơi. Ok. Cậu cùng về đó với chúng mình nhé. Xin mời ông uống nước. Cảm ơn. Cảm ơn ông đã cho tôi một bữa tiệc toàn đặc sản Việt Nam. Không có gì. Tôi sang bên Trung Quốc của ông. Ông còn đón tiếp tôi bằng rùa vàng, đáng tiền tỷ cơ mà. Vì ông là một vị khách đặc biệt nên tôi phải dùng hàng quý hiếm để tiếp ông chứ. Rất cảm ơn ông. Ông đã coi tôi như một khách quý. Vậy thì chúng ta cùng nhau hợp tác, bắt tay nhau, cùng nhau làm giàu. Nếu chuyến hàng đầu tiên này mà chót lọt thì bên ông cứ cung cấp tiền thì chúng ta sẽ chia đôi. Ông thấy thế nào? Đó là hàng chúng tôi đã có sẵn và đảm bảo chất lượng. Chỉ cần có thị trường tiêu thụ, ông đã bảo kê và tiêu thụ thì không khác gì kho báu ở trong nhà mà hai chúng ta cùng hưởng. Hào. Xin lỗi ông, tôi có điện thoại. Alo, Toàn Đen à? Bác cả gọi em ạ. Tối chú sang nhanh có việc gấp nhá. Dạ vâng, tối em sang luôn ạ. Dạ. Hôm nay tôi mời các chú đến đây để nắm rõ luật chơi. Luật đường biên các chú đã rõ, rắn thì phải có đầu. Đừng vì lợi ích trước mắt mà bán rẻ anh em. Kẻ nào bán rẻ anh em, kẻ ấy phải chết. Các chú nghe rõ chưa? Vâng, chúng em hiểu. Vâng ạ. Thưa anh, tại sao chúng ta đang làm ăn vào cầu ào ào như vậy mà bỗng dưng dừng lại? Như vậy là bọn em chết đói. Nếu anh dừng lại thì để lại cuộc chơi bọn em chơi tiếp. Chứ không như thế này thì... Đúng rồi anh Dũng. Anh nói đi. Bọn em sống trong giang hồ, chưa bao giờ biết vượt mặt anh em. Thế nhưng bao nhiêu máu của anh em đổ xuống, giờ anh rút lui thì ai dám chơi nữa. Mà không làm thì lấy gì ra để nuôi anh em?
Các chú nghĩ một mà không nghĩ đến hai. Con đường biên này chỉ là con tép thôi. Chúng ta sẽ tìm một con đường nào mới và lớn hơn. Phi vụ này rất lớn. Không phải tự nhiên phía bên Nga lại muốn chúng ta cung cấp hàng cho họ. Chúng ta có nên chơi lớn trong vụ này không? Thế ý chú thì sao? Em sợ đây là cái bẫy của bọn Interpol. Tại sao miếng ngon như thế mà bọn chúng lại không tìm mối ở Thái Lan, Campuchia, Lào mà lại sang Việt Nam mình bắt mối? Anh sợ thì nghỉ đi. Để đó tôi chơi. Ở cái vùng biên này chúng ta là bá chủ. Sợ gì kẻ nào dám tăng bệnh chúng ta? Chú Toàn nói rất đúng. Chúng ta phải điều tra cho thật kỹ. Không cái gì có thể che mắt được Diều Hâu đâu. Nếu vậy chúng ta sẽ đóng cửa đường biên và theo dõi nhóm người Nga, xem chúng có phải là cặp nhân tình sắp cưới hay không. Cần có em thì em thích đi đâu anh cũng sẽ đưa em đi. Thật chứ? Thật. Được đi cùng với anh thì dù bão lửa hay địa ngục em cũng sẽ theo anh. Đôi này quấn nhau như sao vậy? Đúng là một cặp tình nhân. Nếu mà chúng chén nhau ấy, thì khỏi phải theo dõi. Ok đại ca. Các đồng chí, như vậy là con đại bảo hoàng đã xuất hiện. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm mọi cách để lùa nhóm cọp xám để vào hang và răng bẫy tóm gọn bọn chúng. Tôi tuyên bố thành lập chuyên án mang tên H668. Đồng chí Nhất. Có tôi. Đồng chí Hà. Có tôi. Đồng chí Nhất nhiệm vụ là đội trưởng của chuyên án H668, phối hợp với đồng chí Hà, lực lượng công an thành phố Lào Cai trực tiếp phá chuyên án này. Rõ. Rõ. Đồng chí Hạnh. Có tôi. Đồng chí trực tiếp nắm sát địa bàn, là cầu nối giữ liên lạc giữa các tổ. Đồng chí rõ chưa? Rõ. Theo những gì chúng ta được biết thì hiện tại bọn chúng đã dừng tất cả mọi hoạt động và đang trong tình trạng ngủ đông. Đây là Dũng Bố Già, là con sư tử mấu chốt của vụ án này. Cho nên yêu cầu tất cả các đồng chí trong hành động phải hết sức cẩn trọng, tránh rút dây động rừng. Đích thân tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo cùng với các đồng chí trong chuyên án này. Các đồng chí rõ chưa? Rõ! Daniel, how are you? Oh, I'm fine, thank you. Now drink coffee with Như Hoa. See you in Jusia. Jusia-san.
Okay, now go to spa with Như Hoa. We talk with you later, okay? Okay, bye. Bye. Ở nước đi. Như Hoa này, chỉ có ở Việt Nam mới được thưởng thức những ly nước ngon như thế này giữa một không gian nhẹ nhàng và lãng mạn đấy chứ. Chuyện cậu cứ quá khen. Ở Việt Nam cái gì có thể thiếu, chứ riêng quán cà phê lại có view đẹp như thế này thì không thể thiếu nha. À, hay bây giờ tớ đưa cậu đi spa xong mua sắm một ít đồ, ok? Hấp dẫn đấy. Ok. Nhưng mà này, tớ nói với Michael đi với cậu chỉ có 2 tiếng thôi đấy nhá. 2 tiếng à? Mà 2 tiếng thì cũng đủ cho chúng ta tận hưởng rồi. Ok. Yeah. Uống nước đi rồi chúng ta đi thôi. Đi thôi. Cẩn thận đó, sao không cho vệ sĩ đi theo? Đứng yên đó anh tới. Dạ ok anh. Maika, em có sao không? Em không sao. Ok anh, may mà anh đến kịp. Cậu không sao chứ? Tôi không sao, cậu sao không? Không sao. Okay. Nhưng mà không biết bọn chúng là ai, sao lại làm thế với mình nhỉ? Như Hoa, anh xin lỗi nhá. Nhưng kể từ giây phút này, Maika phải ở bên anh. Bây giờ anh đưa các em về nhá. Dạ vâng ạ. Đi. Tôi xin trân trọng giới thiệu với ngài Michael. Đây là Ca Dũng, ông trùm đường biên, một trong những ông trùm của những ông trùm. Ồ, rất hân hạnh. Còn bên cạnh tôi đây là đại ca Toàn Đen, một trong những đại ca danh tiếng của đất đường biên mình. Còn bên cạnh là đại ca Ngọc Sáu. Còn xin giới thiệu, đây là ngài Michael, con nuôi của ngài Michael, bố già mafia. Và bên cạnh là cô Maska, là người tình của ngài. Và bây giờ xin các ngài cùng nhau làm việc. Dạ thưa các ngài, trước khi sang Việt Nam tôi đã tìm hiểu rất kỹ về các ngài. Thế nhưng ngày hôm nay được gặp các ngài quả thật là danh bất hư truyền, rất hân hạnh. Michael, cho tôi hỏi cậu một câu. Thưa ngài, ngài cứ hỏi, tôi xin trả lời. Chúng ta ngồi đây là cùng chung một nhà, đã nói ra là phải chuẩn. Thì
thì mới có cuộc họp ngày hôm nay. Tại sao cậu không đặt hàng ở bên Hồng Kông, Campuchia, Lào mà sao lại ở Việt Nam? Dạ thưa ngài, câu hỏi của ngài cũng chính là câu trả lời rồi đấy. Thưa ngài, đơn giản bởi vì ở đây có bố già đứng bên chính là ngài. Cho nên chúng tôi tin tưởng và chúng tôi sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng của mình để cùng các ngài đi săn một vụ lớn. Khoan, tôi không thấy thuyết phục. Ý ngài là sao? Người Nga giỏi đi buôn nhưng không giỏi đi săn. Tại sao các ngài không mua hàng của người Trung Quốc mà lại buôn qua Việt Nam chúng tôi? Như vậy không phải phiêu lưu sao? Hay, câu hỏi của ngài rất hay. Đúng thế, người Nga chúng tôi giỏi đi buôn. Thế nhưng chúng tôi giỏi buôn, buôn những hàng chính thống chứ không phải là hàng quốc cấm. Còn đây ấy, đây là thứ hàng quốc cấm. Chính vì thế cho nên chúng tôi cần phải có thợ săn. Mà đây, các ngài chính là thợ săn tốt nhất. Cho nên tôi rất muốn cùng các ngài bắt tay nhau làm lên phi vụ lớn này. Xin phép ông chủ. Xin phép ngài. Được, cậu nói rất có lý. Chúng tôi đã tìm hiểu cậu rất lâu mới có cuộc ngồi ngày hôm nay. Ý cậu là bao nhiêu? Chỉ chơi một lần, số lượng lớn nhất có thể. Nguồn tiền thì sao? Các ngài trao hàng, chúng tôi sẽ trao tiền. Ok, trước mắt cậu cứ về khách sạn nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ có câu trả lời sớm cho cậu. Ok, xin phép các ngài. Chào các ngài. Chim mừng chú ý, chim mừng chú ý, họ đã về hang. Như vậy là các đối tượng đang do dự. Để các đối tượng xa bẫy, theo tôi chúng ta nên dùng phương án 2. Thưa anh, liệu như thế có mạo hiểm quá không? Thưa thủ trưởng, các đối tượng người Nga đang gấp rút để nhanh phi vụ, nên tình huống đang rất khẩn cấp ạ. Chúng ta muốn bắt được cọp thì chúng ta phải vào hang cọp để dụ hắn ra. Đồng chí lệnh cho M-668 tiếp cận hang cọp ngay. Rõ. Kể từ giờ phút này trở đi, tôi quyết định tăng chuyên án lên cấp độ 1. Tất cả thực hiện, nghe rõ chưa? Rõ. Sao? Các chú cho ý kiến. Phi vụ này chúng ta có nên làm hay không? Em thì luôn tin anh. Anh cảm thấy chiến được thì em theo. Tôi không đồng ý. Nếu đây là một cái bẫy răng ra của bọn cướp thì sao? Trước khi quyết định vấn đề này, chúng ta phải bàn tính thật kỹ. Anh không tin mình chúng ta. Làm ăn thì phải tin vào nhau chứ. Tôi tin. Nhưng trong giới giang hồ, chúng ta không tin ai ngoài chính mình.
Chính vì thế mà tôi chưa đồng ý. Không làm thì biến đi. Để tôi đây nào. Mày. Thôi. Phi vụ này rất lớn. Để 3-4 ngày nữa chúng ta sẽ họp bàn sau. Dạ. Sao kia em yêu? Em xong ngay đây, chờ em một xíu nha. Ok. Tiên xinh đẹp nhất, không còn ai xinh đẹp bằng em đâu. Vẻ đẹp của em ấy, không có lời nào có thể diễn tả được. Không tả được bằng lời thì hãy phiêu lưu đi. Chúng mày định vượt mặt bọn tao để chuyển hàng qua đường biên không? Không phải bọn em. Bọn em cũng không biết. Bọn em đang đi tìm đây. Đồ chó.
Làm cho gọn nhé. Vâng. Đại ca, em nói thật, lần đầu tiên em gài gài cái kiểu này em cứ thấy nó ghê nào đại ca. Thôi được rồi. Thầy theo tao. Đó. Tự tay tao làm cho nó gọn. Vâng ạ. Viên có biến cố gì không em? Dạ thưa ca, mọi việc đều dừng lại. Đội Ngọc Phạm thì cho anh em đi ăn chơi nhảy múa, còn đội Toàn Đen đang ẩn mình trong biệt thự. Em không biết là bọn này nó định nghi cho gì. Thưa ca, em đang nghi bọn chúng đang bắt tay với đội Trung Quốc để tuần hàng về Việt Nam, cái ạ. Được. Chúng nó thích chơi mèo vờn chuột trong bóng tối. Chúng ta thả mèo chơi với chúng nó. Các em nghe đây. Dạ. Cho một nhóm người lạ mặt chuyển hàng qua đường hiểm này, quấy động khu rừng đang chìm trong giấc ngủ. Dạ. Dạ. Thank you.
chính mày mới làm việc xấu xa đó. Mày nói đi, tại sao mày thất hứa và phản bội chúng tao? Ngọc Sám, ăn một mình không ngon đâu. Chó chết! Tao thề đời thằng Ngọc Sám này chưa bao giờ biết vượt mặt anh em. Chỉ có mày, mày mới là người như thế. Tao sẽ bắn lăn xuống mày, toàn đen. Tất cả dừng đây! Bao nhiêu công sức anh em làm ra con đường mòn này chỉ vì lợi ích cá nhân. Các chú định qua mặt anh phải không? Không phải em. Chính tòa đen là người làm việc này. Không phải tôi. Lẽ nào là người của anh Dũng? Tôi muốn làm việc này một mình tôi làm từ lâu rồi, không cần phải họp bàn các chú. Thôi được rồi, tránh việc đứt dây động rừng. Các chú cứ về đi, việc này anh sẽ điều tra. Top. Mày thính lắm, đúng là không hổ danh đặc nhiệm của Nga. Mày là ai? Tại sao chúng mày lại chặn đầu xe tao? Hả? Mày muốn gì? Chúng tao
tước đoạt mạng mày. Em không hiểu chúng dùng võ thuật gì, nhưng mà em nghĩ chắc chắn đây là võ thuật của đặc nhiệm Nga. Bọn chúng hạ gục bọn em trong tích tắc. May mà chúng còn để cho bọn em con đường sống đấy. Không thì bọn em toi hết cả rồi. Nếu bọn chúng là người Nga, như chúng mày đã khẳng định, mà không phải công an, thì ta sẽ quyết chơi lớn trong vụ này. Dạ, em chào ca. Tình hình hàng hóa bên kia thế nào rồi? Dạ, thưa ca, mọi việc đều ok hết rồi ạ. Tốt. Tối nay cho anh em chuyển hàng qua sông. Dạ, thưa ca. Phi vụ này tôi sẽ rất lắng để làm. Vậy chúng tôi sẽ quyết định chuyển cho ngài 2 tấn. Ngày giờ giao hàng tôi sẽ báo trước ngài 1 tiếng. Ý ngài thấy sao? Rất là tuyệt vời. Phía bên tôi, cha tôi đang nóng lòng chờ hàng về. Và tiền chúng tôi đã chuẩn bị đủ. Chỉ còn chờ hàng phía bên ngài mà thôi. Hàng thì do Tiểu Long cung cấp cho chúng tôi, nên cậu khỏi lo. Đêm nay hàng sẽ về. Cậu cứ yên tâm, cậu chỉ chờ lệnh. Còn thời gian và địa điểm như bố già đã nói. Ok. Thank you.
tôi đã quyết định giăng bẫy bảy cọp. Tất cả các đồng chí trong ban chuyên án phải sẵn sàng hành động. Chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Rồi. Ly rượu này chúc mừng những gì tốt đẹp. Số lượng hàng và chất lượng đã ok chưa? Dạ thưa anh, em đã kiểm tra rất kỹ. Dạ chuẩn ạ. Alo, đồng chí báo cáo đi. Báo cáo chỉ huy. Cọp đã vào hàng, xin ý kiến chỉ đạo. Triển khai phương án 1, tất cả hành động. Đó. Đây là passport của đồng chí, đã được bên Nga cung cấp. Đồng chí sẽ có tên là Michael, con trai của Michael Mafia Nga. Rõ. Đồng chí Trang. Có tôi. Đây là passport của đồng chí. Đồng chí sẽ được nhập tịch vào nước Nga, vào gia đình của Linda, nhưng đồng thời với vai diễn là người tình của Michael. Các đồng chí phải nên nhớ, dù gặp bất cứ tình huống nào,
các đồng chí cũng không được để lộ thân phận thật của mình và không được về nước khi chưa có lệnh của cấp trên. Tôi mong rằng các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc chuyên án này. Kết quả thành hay bại là do vở kịch có thuyết phục được người xem hay không. Từ giờ phút này tôi quyết định đặt tên chuyên án là Hùm Xám 668. Chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mang lại sự bình yên cho nhân dân và Tổ quốc. Rõ. Xin chào các ngài. Michael. Hàng chúng tôi đã có sẵn. Còn tiền của các ngài thì sao? Ok. Các chú nhớ quan sát kỹ mọi thứ. Không được cho thằng Nam mặt nào vào. Vâng đại ca. Giơ tay lên. Ok. Chúc mừng sự hợp tác tuyệt vời của chúng ta. Quán là một con à? Cho ta đưa. Mày là thằng hai mang. Anh Tuấn, anh nhận sao không? Chỉ sượt qua thôi. Chào đại tá. Xin chào các đồng chí. Chúc mừng đại tá và các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phá vỡ đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, đem lại sự bình yên cho Tổ quốc. Các đồng chí phối hợp rất tốt. Các đối tượng đã bị bắt, chúng ta chỉ được nghỉ vài hôm lại tiếp tục vào chuyên án mới. Xã hội rất phức tạp, nhân dân đang chờ đón chúng ta. Cạnh ta những khi hiểm nguy mới biết tình anh em cao quý, chẳng chút nghĩ suy đắn đo phiền lo, anh em sát vai như một nhà. Tình anh em ta khắc ghi, dù mai đây có ra đi, trong tim nguyện mãi là tri kỷ. Dù sông sâu kia có vơi, dù non cao kia có mòn, anh em trước sau thề sống chết. Tình nghĩa bao năm huynh đệ bên nhau, nguyện không phai ngày tháng đó mãi khắc ghi trong lòng. Chẳng biết mai nay đường đời ra sao, kẻ khốn
khắc sâu trong lòng tình anh em. Dù phong ba ngàn bao tố, người đàn ông đã chẳng mang, mãi mãi là huynh đệ. Cạnh ta những khi hiểm nguy mới biết tình anh em cao quý, chẳng chút nghĩ suy đắn đo phiền lo, anh em sát vai như một nhà. Tình anh em ta khắc ghi, dù mai đây có ra đi, trong tim nguyện mãi là tri kỷ. Dù sông sâu kia có vơi, dù non cao kia có mòn, anh em trước sau thề sống chết. Tình nghĩa bao năm huynh đệ bên nhau, nguyện không phai ngày tháng đó mãi khắc ghi trong lòng.